Nhớ còn cái chừng ấy hụt 100 thêm đúng rồi. Không, cái chai là thay rồi á, nhưng mà còn để chừa lại với một miếng đó. Hết 70. Xe nó cũng tới tuổi muốn hư rồi đó. Máy nó kêu rồi. Kêu nhiều rồi. Quá rồi, về đừng ngủ nữa nha. Ngủ nữa làm mệt à. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các anh em về bộ thiết bị định vị của xe máy nha. Giờ chiếc xe của mình đang lưu thông ở trên đường Điện Biên Phủ, thị trấn Lộc Ninh. Không, Windows không gắn định vị. Định vị này xài cho nhiều loại xe được mà. Thích thì mình tháo qua xe kia, còn thích thì mình để trên xe đó chạy. Nếu là tiện lợi, mình có thể quản lý được là chiếc xe của mình đang di chuyển ở vị trí nào. Xe của mình đang di chuyển về về nhà đây, để coi công ty cao su Lộc Ninh chưa. Đang mới có ở chỗ ngã ba chợ thôi. Đang di chuyển nha. À, coi cái hướng xe mình về hướng nào đây. Rất là tiện lợi. Trên biển đồ có định vị, biển đồ có Viettel luôn. Đây là biển đồ có Viettel. Đây là hành trình. Hành trình đi. Đây là không gian thiết lập. Chúng ta sẽ xem bản đồ. Bản đồ này sẽ tiện ích hơn, đỡ nó sáng hơn. Còn sau đây thì sẽ có thông tin tài khoản.
thì đã hết tiền nhưng mà vẫn còn xài được nha. Cái này là nạp tiền vào tài khoản, thanh toán qua thẻ tàu. Xử lý khi mất xe. Bay về hả tiên? Được nhiều chưa? Xe đang di chuyển về tới công ty cao su Lộc Ninh rồi. Gần về tới nhà rồi, đang tới Nghĩa Trang làng 2.
bắt đầu đi. Chưa có xe hả? Có mua rẻ anh gì? Game on. Em mua đi cho anh trước á, anh nhìn đi hai cái xe là còn đang ngoài kia kìa, nhìn đi, đó, thấy chưa? Em mua đi cho anh trước luôn á, anh Hoàng, Hoài, em ngại quá, để em làm đi nhé, em nhắc cho anh là Hoàng luôn, để em nhắc cho anh, có làm video chưa? Đừng chắc Linh nhá, quá rồi đấy. Anh ăn cho đồ á. Thank you.
Hôm bữa ta thắng còn dư cả rồi ta.